Em chào anh Sĩ Hoàng. Dạ hôm nay Vivi thân mai rất là vui khi được đón tiếp anh và có thể chăm sóc anh tại nơi đây. Thì chắc là em sẽ mời bác sĩ tham gia cho anh trước để tiến hành xem là mình có thể làm cái liệu trình gì để có thể là mình vừa có một cái sức khỏe tốt, vừa có một cái làn da đẹp và chắc chắn là mình sẽ thành công hơn trong công việc anh nhé. Cách đây cũng chắc cũng khoảng 2 năm đúng vào cái thời điểm mà anh bắt đầu nghĩ tới sức khỏe của mình. Và may sao cũng là đúng là cái dịp để mà anh Mai mời tới để mà kiểm tra da và có một cái liệu trình. Và quả thật là sau đó thì anh thấy nó có khác, nó có tốt hơn. Và lần này anh cũng muốn quay trở lại để tốt lại cái vẻ ngoài của mình. Và anh nghĩ rằng là nếu mà cái diện mạo của mình nó tươi tắn hơn, nó đầy sức sống hơn, anh hy vọng là sau khi làm xong thì cái mặt anh nhìn sẽ trẻ hơn. Tại vì em biết là cái mục tiêu về sức khỏe của anh năm nay thì ngoài cái chuyện dinh dưỡng, ngoài cái chuyện tập luyện thì anh liều mạng, anh đặt ra mục tiêu mình năm nay phải trẻ hơn 5 tuổi. Hiện tại thì em thấy bác sĩ cũng đang điều trị ở những xó cuối cùng cho anh Hoàng rồi. Thì sau khi điều trị được nửa gương mặt, em sẽ mời anh Hoàng ngồi dậy để cho cả nhà mình cùng xem được cái kết quả sau cái liệu trình nửa gương mặt của mình như thế nào cả nhà nha. Anh Hoàng có thể chia sẻ cái cảm nhận của mình như thế nào sau khi mình điều trị được công nghệ trẻ hóa da nửa gương mặt ạ? Cái cảm giác đầu tiên đó là thấy cái cơ nó căng hơn, nó săn hơn so với bên này. Thứ hai nữa là thấy cái vùng hàm nó nét, nó không có bị sẹo, nó không có bị sẹo như trước. Nó có những cái đường ở đây bây giờ là thấy nó căng thẳng hết luôn. Cái phần đuôi mắt cũng vậy. Rồi là cái bọc mắt nó không có bị nặng như trước nữa. Thì anh cũng mới ở trên phòng điều trị công nghệ trẻ hóa da, mình mới thực hiện xong liệu trình thay mắt FLX. Thì anh có thể chia sẻ cho cả nhà của Baby Thanh Mai biết là hiệu quả của anh cảm thấy như thế nào sau cái liệu trình mình làm toàn gương mặt anh ha? Thường thì nam giới không có quen làm những cái chuyện này. Nhưng mà quả thật là sau khi trải qua những cái lúc mà liệu trình xong á, thì thứ nhất là cảm thấy là nó rất là nhẹ cái gương mặt. Hai nữa là anh tin rằng là chắc chỉ vài ngày nữa thì cái cơ mặt và những cái nếp nhăn nó sẽ giảm đi nhiều hơn nữa. Tại vì em đã làm một lần trước đó rồi. Em thấy rằng là cái hiệu quả nó rõ nhất là sau một tuần. Dạ đúng rồi anh. Thành ra là nó sẽ cho mình một cái diện mạo nó trẻ hơn. Và nghĩ là cái cách mà khách quan nhất đó, tức là khi mình giao tiếp với ai, người ta sẽ khen là ôi sao này trông trẻ quá. Đây là hiệu quả của anh sau khi mình đã được điều trị bằng công nghệ Thermax FLX nha cả nhà. Là mình thấy là trẻ liền luôn nha cả nhà. Dạ cảm ơn anh Hoàng rất là nhiều. Chúc anh luôn trẻ, luôn tươi, luôn đẹp hơn và chắc chắn là ngày càng thành công hơn nữa trong cái sự nghiệp của mình. BB Thanh Mai tự hào là điểm đến của nhiều ngôi sao trong nước và quốc tế, cùng hàng vạn khách hàng khắp mọi miền đất nước. Đến với BB Thanh Mai với một đội ngũ bác sĩ giỏi, đại diện duy nhất của Việt Nam được hãng Entherapy công nhận. Cảm giác như là nó đã đẩy sát rất là sâu vào vùng cổ của mình, cũng sẽ được trẻ hóa luôn, xinh đẹp hơn, mặt thon gọn hơn. Cũng rất là bất ngờ, da mình đã cũng được cải thiện luôn, không có xâm lấn gì hết. Thích lắm, làm đi mọi người sẽ cảm nhận thích lắm luôn á. Ưu đãi sốc giảm 70%. Để lại số điện thoại đăng ký hotline 1800 6617. BB Beauty, BB Thanh Mai tự hào 23 năm là địa chỉ tin cậy của sao Việt và các doanh nhân chính khách.